đối với phần của QA đấy, còn phần của dev thì nó có sẵn tương tác rồi. Rồi ok, à, có một chút xíu về cái phần delay này, có thể nếu mà sau này mạng yếu quá, cho nên là mọi người có thể dính tới là khi mà một cái story này á, là nó sẽ có khi mà mọi người release version á, nó sẽ có là version 0.1, 0.2, 0.3 gì đó đúng không? Thì cái chuyện này mình cũng cần để ý, kể cả những cái bạn dev hiện tại đang làm việc cũng như thế luôn á, là mình phải xem thử là cái product của nhà mình đang đứng cái version bao nhiêu rồi, sắp tới mình release version là để mình thay vào lúc cho dễ. Thì cái này á, ví dụ như rằng là em sẽ thấy rằng là em sẽ tạo ra được cái release version ở đây 0.1 đi. Thì ở chỗ này đây là fix version nha mọi người. Fix version hay là release version ta? Là fix version đúng không ạ? Là em chọn là 0.1. Thì khi á, mình muốn list ra tất cả những cái ticket liên quan đến 0.1 thì mọi người bấm vào đây thôi. Cho nó dễ. Thì nó sẽ list ra tất cả những cái story mà sắp release của cái đời 0.1 này là story nào. Thì cái này thì các bạn QA sẽ chắc là sẽ dính tới nhiều QA với BO là sẽ xem cái này nhiều.